Thế bằng đại học của em nó tên là gì? Dạ, bằng đại học của em là Bachelor of Engineering. 3 năm đúng không? Dạ, là bằng 4 năm là bằng Honors. Vậy cuối cùng chuyên môn của em là cái gì? Đừng về nước làm việc ngay, tin tôi chuyện đấy đi. Em xin chào tất cả các sếp và toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cơ hội cho ai. Em là Minh Thùy, 24 tuổi, đang sinh sống, học tập và làm việc ở Úc. Và hiện tại em đang tìm kiếm cho mình một cơ hội để trở về Việt Nam làm việc. Tháng 4 vừa qua em có dịp được về Việt Nam và em thấy đất nước có rất là nhiều sự đổi mới. Song song với sự phát triển đó, em nhìn thấy được cơ hội và tiềm năng. Cho nên em muốn mình là một phần của sự phát triển này. Để 5 năm sau khi em nhìn lại, em sẽ không còn phải ngỡ ngàng vì những cái sự phát triển này nữa, mà em có thể tự hào nói rằng những sự phát triển này là có sự đóng góp của tôi. Và hiện tại thì em đang tìm kiếm cho mình vị trí chuyên viên tư vấn đổi mới và cải tiến doanh nghiệp ở Việt Nam thì hầu như chưa có vị trí này. Thì em mong muốn được tìm ra những lỗ hổng cũng như những cơ hội phát triển chưa được khai thác ở doanh nghiệp để từ đó đưa ra hướng giải quyết cũng như cách phát triển triệt để cho các cơ hội trên. Nếu các sếp cho em một cơ hội, em xin cống hiến hết mình cho doanh nghiệp để tối ưu hóa các quá trình cũng giống như nâng cao năng suất, chất lượng và giảm thiểu giá thành. Em xin chân thành cảm ơn. Cho anh hỏi em cái bằng đại học của em nó tên là gì? Dạ, bằng đại học của em là Bachelor of Engineering. 3 năm đúng không? Dạ là bằng 4 năm là bằng Honors. À ok. Dạ vâng. Tại vì là khi thì anh thấy ghi là cử nhân ngành xây dựng, chỗ này thì lại ghi là kỹ sư tự động hóa. Thế tóm lại là ngành gì? Dạ thì cái job title của em hiện tại là kỹ sư thiết kế kết cấu. Và một nửa cái số thời gian của em dành ở trong công ty là về cái phần tự động hóa cho cái phần thiết kế của công ty. Trong cái quá trình thiết kế các cây cầu lớn ở Sydney thì bọn em đã tìm ra được rất là nhiều cái quá trình mà phải lặp đi lặp lại rất là nhiều. Thì nếu mà mình có thể tự động hóa được những quy trình đó thì mình sẽ giúp cho công ty cũng như là team em giảm bớt đi cái thời gian mà mình phải dành để bỏ ra để thiết kế như vậy. Thì em để đây là em tốt nghiệp cử nhân ngành xây dựng, xong rồi em lại tham gia lập trình, em hỗ trợ code tự động hóa, rồi em làm nhân viên thẩm định hồ sơ cho vay, xong rồi em lại đi dạy lập trình. Rồi cuối cùng em chuyên môn của em là cái gì? Dạ, tức là sau tất cả những công việc mà em đã từng làm qua thì cái công việc mà em yêu thích nhất vẫn là công việc về tạo ra sự đổi mới và cải tiến trong doanh nghiệp. Thì cái đấy tuy... anh còn càng không hiểu nữa. Dạ, tuy nói là background của em là về ngành kỹ sư, nhưng mà cái việc mà ngành kỹ sư đã dạy cho em đó là khả năng giải quyết vấn đề. Em đã áp dụng cái khả năng giải quyết vấn đề trong tất cả những công việc em từng làm qua để từ đó tự động hóa các quy trình giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian hơn ạ. Ok. Mặc dù em chưa biết doanh nghiệp đó nó hoạt động sao luôn, chưa có kinh nghiệm về những quy trình của doanh nghiệp đó, em vẫn tin tưởng là em sẽ giúp doanh nghiệp đó cải tiến được quy trình. Dạ. Thì cái đó là cái mong muốn của em và được làm về cái lĩnh vực như vậy. Thì em không dám chắc 100% là em có thể thay đổi được một doanh nghiệp. Nhưng mà em với những tư duy sáng tạo và đổi mới và những tức qua những công việc em đã từng làm qua, thì em đã chứng minh được cái kết quả trong những công việc đó. Và em tin rằng mình sẽ có thể làm được chuyện như vậy. Rồi em có lập trình được không? Dạ em lập trình được bằng MATLAB. Và phần lớn thì em lập trình bằng VBA ạ. Có quan điểm cho rằng nhiều du học sinh về nước khó xin việc do ảo tưởng lương cao. Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Theo quan điểm của em thì em không đồng ý với nhận định trên với ba lý do sau đây. Lý do thứ nhất là các bạn du học sinh ở nước ngoài thì sẽ có được những trải nghiệm mà những bạn ở trong nước chưa chắc sẽ có được. Và một trong số đó chính là những trải nghiệm khi mà được làm việc và học tập với các bạn từ các quốc gia khác nhau, từ các nền văn hóa khác nhau và những ngôn ngữ khác nhau. Đất nước Việt Nam thì đang trong giai đoạn vươn mình ra thế giới, tức là có rất nhiều doanh nghiệp từ quốc tế muốn vào Việt Nam để đầu tư, cũng có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng thị trường. Thì khi mà các sếp có những nhân viên có những kinh nghiệm và sự am hiểu về văn hóa thì đây sẽ là một cầu nối vô cùng quan trọng trong quá trình vươn mình ra thế giới của Việt Nam. Và lý do thứ hai là đối với những bạn học sinh, du học sinh đã đi học từ khi còn rất nhỏ và các bạn đã phải sống một mình tự lập, cũng giống như là một số các quốc gia thì những cái trường đại học đều yêu cầu các bạn phải tự học nữa. Cho nên về khả năng tự lập và tự học là các bạn đều có. Với những khả năng đó, khi các bạn về với doanh nghiệp thì các bạn sẽ có cơ hội để phát triển mình và các bạn cũng sẽ học tập rất nhanh. Và lý do thứ ba đó là một bạn du học sinh đi sang nước ngoài là một đại diện của một quốc gia. Bản thân em cũng đã có một cái trải nghiệm như vậy. Lúc em đi học thì em có một cái động lực vô cùng to lớn, bởi vì em nghĩ là mọi người sẽ nhìn vào em để đánh giá đất nước Việt Nam. Bởi vậy nên em không ngừng phát triển, không ngừng làm việc chăm chỉ, cũng giống như phát
triển những kỹ năng mềm để từ đó em có thể hoàn thiện bản thân mình hơn. Cho nên em tin chắc rằng các bạn du học sinh đã không ảo tưởng khi đòi hỏi một mức lương cao. Tuy nhiên, mức lương thì nó là một sự phản ánh của năng lực và giá trị của bạn mang lại cho công ty. Giá trị bạn mang lại có thể là kinh nghiệm, học vấn, kỹ năng sống, kỹ năng mềm và các thái độ. Và kinh nghiệm thì nó cũng chỉ là một phần trong chiếc bánh về năng lực thôi. Cho nên em tin rằng các bạn vẫn nên xứng đáng có được một mức lương như kỳ vọng. Chị nói về trải nghiệm của chị ở nước ngoài thì cho chị được khả năng tự lập, tự học đúng không ạ? Vậy nếu em ở trong nước em vẫn có những khả năng đó thì liệu đó có phải là một thế mạnh của chị hay không? Khi mà bạn ở trong nước có thể bạn sẽ có những khả năng tự lập, tự học. Tuy nhiên bạn vẫn có một khả năng là bạn ở gần với gia đình của mình. Có thể là bạn đến một tỉnh khác nhưng mà cái khả năng mà bạn có thể quay về cái tỉnh đó thì nó rất là dễ dàng. Giống như là cũng chỉ là một chuyến bay từ 1 tới 2 tiếng. Tuy nhiên khi mà đi sang nước ngoài thì cái việc trở về nó rất là khó khăn. Và khi mà sống xa gia đình như vậy thì những cái kỹ năng sẽ được trao dồi rất là nhiều. Vậy em xin hỏi chị về lương cao thì chị nghĩ lương thế nào là cao? Mình sẽ không nói là lương cao mà là mức lương phản ánh đúng giá trị mà bạn mang lại cho công ty. Vâng, vậy là lương cũng phải đúng năng lực đúng không ạ? Vậy nếu một người sếp nhận xét chị là mức lương của chị đặt ra quá cao thì liệu đó có phải là hơi mâu thuẫn với cái ý kiến của chị hay không? Đối với một doanh nghiệp khi mà mình ứng tuyển thì có thể doanh nghiệp sẽ cảm thấy là mức lương của mình đề ra quá cao. Nhưng mà thuận mua vừa bán thì có thể có một doanh nghiệp nào khác và nhìn thấy được những năng lực của mình thì cảm thấy là đây là mức lương hợp lý. Vậy nếu như tình huống mà chị không thành công trước một người không du học sinh nước ngoài như chị thì chị có buồn về điều đó hay không? Chắc chắn là mình sẽ không buồn về chuyện đó bởi vì năng lực của mỗi người là khác nhau và ngoài năng lực ra thì kỹ năng sống, những kinh nghiệm có thể là hôm nay bạn đó hơn mình ở một số điểm nào đó khiến mang lại lợi ích cho công ty thì cái điều đó nó cũng rất là hợp lý thôi nếu mà bạn đó vượt qua mình. Giả định rằng các bạn sẽ có hai lựa chọn để đưa ra cái mức lương, đó là các bạn sẽ chấp nhận khởi đầu với một mức lương mà được cho là ở mức bình thường thôi. Lựa chọn thứ hai đó là các bạn sẽ áp ngay luôn một cái mức lương theo kỳ vọng của các bạn và nó được cho là cao hơn so với mặt bằng chung và các bạn sẽ cam kết bằng hiệu quả công việc. Các bạn sẽ lựa chọn phương án nào và tại sao? Thì đối với một sinh viên mới ra trường thì mức lương nó cũng chỉ là một phần trong những chuyện mà công ty có thể mang lại cho em. Ngoài chuyện về mức lương thì có thể là những kinh nghiệm và những cái cơ hội để chứng tỏ bản thân em. Cho nên nếu mà phải lựa chọn giữa hai option trên thì em sẽ lựa chọn một option mà có thể cho em một mức lương có thể là không cao nhưng mà sẽ cho em nhiều cơ hội để phát triển hơn trong tương lai. Kết quả đã có và người đi tiếp đó là ứng viên Phạm Hồng Nhung với 4 phiếu, xin được chúc mừng. Em cảm ơn các sếp. Người sẽ tạm dừng bước ở đây đó là Minh Thùy. Anh biết là em từ nước Úc xa xôi về đây để dự chương trình, có đúng không? Dạ đúng ạ. Và anh cũng biết rằng em là một người rất yêu chương trình và cũng rất tin vào năng lực cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp, của các sếp ở đây. Nếu như hôm nay em dừng ở đây, em nghĩ rằng tại sao em lại phải dừng bước theo quan điểm của riêng em? Dạ, theo em lý do là ở thời điểm hiện tại thì em vẫn chưa phù hợp với lại các công ty của các sếp. Hiện nay em là đang ở Úc hả? Em đang định cư ở Úc mà. Dạ đúng rồi, thì em mới bay về cách đây 5 ngày thôi. Là em đang ở Sydney luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh là một trong những cái người mà lựa chọn em. Dạ, vì thứ nhất là anh muốn ủng hộ tinh thần những cái đồng bào Việt Kiều mà chúng ta đang ở các nước để về cống hiến cho đất nước. Và thứ hai là bản thân tụi anh cũng đang nghiên cứu để chuẩn bị mở chi nhánh ở Sydney. Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở đấy. Có nghĩa là anh đã có cái contact của em rồi. Thì sau khi mà tụi anh có cái kế hoạch ở Sydney thì cái người đầu tiên tụi anh liên hệ sẽ là em. Dạ em cảm ơn ạ. Vâng. Chung ơi, chung cho anh nói một câu thôi. Dạ anh thế ạ. Anh nói với tư cách là bởi vì bọn anh công ty đang hoạt động ở 26 nước. Hiện giờ anh có khoảng hơn 4.000 đồng nghiệp với 32 quốc tịch làm ở các nước khác nhau. Thì anh có cái này lời khuyên thôi. Các bạn nên đi du học thì đừng về nước làm việc ngay. Bởi vì khi các bạn về nước làm việc ngay thì những kiến thức học được, những ngoại ngữ, những mối kết nối mới có nó sẽ bị mất đi, không được sử dụng. Hãy ở lại nước ngoài làm việc 5 đến 10 năm, chọn những công ty lớn làm để lấy kinh nghiệm, lấy kiến thức, lấy connection và thậm chí cả tiền bạc nữa. Thì khi đấy các em trở về nước sẽ đóng góp được hơn rất nhiều. Mỗi một lần bước ra gặp các lưu học sinh tại Mỹ, tại Úc, tại Nhật Bản, tại Đức nữa, tôi luôn luôn nói điều này. Các em quay về nước ngay, các em sẽ thấy hững hụt và thậm chí những cái điều vừa học được một chút xíu thì nó lại bị mất đi. Trong khi đó thì 5-10 năm nữa khi em trở về đây với hành trang là kiến thức, là quan hệ, là tiền bạc, thậm chí cả gia đình thì nó sẽ đều tốt hơn cho em rất nhiều. Tin tôi chuyện này đi.